Chào bà con, hôm nay mình sẽ review cho quý bà con và anh em đang chăn hươu nai về một số cái bệnh của nó. Thì nói chung về bệnh trên hươu nai, trâu bò, dơ cừu, ngựa thì nó là động vật nhai lại, động vật ăn cỏ, nên là nó sẽ có những cái biểu hiện bệnh nó sẽ tương đối giống nhau. Nên những anh em đang chăn nuôi bò hoặc là hươu, nai, ngựa thì có thể là tham khảo trên kênh YouTube BT Lưu Duy của mình về những cái phác đồ điều trị bệnh trên dê, những cái bệnh hay gặp trên dê, để các bạn có những cái thông tin, có những cái phác đồ để các bạn điều trị sớm cho cái vật nuôi của mình. Thì đây cũng là một cái bạn xem được kênh YouTube của mình và nhờ tư vấn về trường hợp nai của nhà bạn này. Hươu nai: anh ơi, em có con hươu mấy hôm trước nó thở khò khè và thỉnh thoảng có chảy một ít nước mắt. Em đã tiêm kháng sinh khỏi khò khè và tiêm phòng ký sinh trùng máu thuốc bổ anh gửi, nhưng bây giờ nó cứ rung rung đi lại, chân sau hơi yếu, mõm bị ve vào tường. Bị như vậy phải thuốc gì được? Đấy, cái trường hợp nai của bạn này các bạn. Thì trước đây thì bạn này cũng đã mua bên mình một số cái thuốc để điều trị về bệnh ký sinh trùng đường máu. Tại vì mình cũng có xem qua thì thấy giờ này nó cũng nhợt nhạt, nó tái các bạn. Đó là mình tư vấn bạn dùng cái sinh trùng đường máu, thuốc Dipy, đồng thời là sử dụng luôn cái thuốc Clomet ở phòng nội ngoại ký sinh và một số loại thuốc bổ cũng như là thuốc kháng sinh. Đấy, tình trạng con dơ, con hươu nó bị như vậy các bạn. Thì mình nhắn tin với bạn này là tiêm thuốc bổ thường xuyên. Mắt nó phần lòng trắng như có đường mạch máu hơi đỏ. Đấy, nhà của bạn này thì nuôi 11 con hươu nha. Đó, chết 5 con rồi, bây giờ còn 6 con. Đó, thì mỗi con hươu có trị giá rất là cao các bạn. 30 triệu một con các bạn ạ. 30 triệu một con hươu đó, nó giá trị kinh tế rất là cao. 3 con có hiện tượng là bị ký sinh trùng máu. Tiêm thuốc của anh hình như đang đỡ dần, nhưng có một con cứ bị như em vừa cỡ với anh, còn ba con vẫn bình thường. May mà em biết được anh, em mua bình quân 30 triệu một con. Đấy, thì phòng bệnh ký sinh trùng máu thì bạn này đã tiêm rồi và nên tiêm nhắc lại lần 2 sau 14 ngày. Và chúng ta thường tiêm thuốc bổ thường xuyên. Đấy, thì như mình nói lúc đầu thì cái bệnh ở trên động vật nhai lại, hươu nai, dơ cừu nó sẽ tương đối là giống nhau, nên là các bạn có thể tham khảo ha. Các bạn chăn nuôi cái động vật nhai lại thì có thể tham khảo. Bây giờ là chúng ta mình tiếp tục hướng dẫn cho điều trị cái trường hợp con dơ nó như trên bạn nó cỡ ha. Đi loạn trọn, mắt đảo qua đảo lại. Đấy, vậy trường hợp này nó cũng khá là phức tạp và khó chữa. Cái thời gian mình hỗ trợ bạn này cũng tương đối là nhiều ngày. Anh ơi, con hươu em cỡ với anh nó hay đi ve mõm vào tường, hình như mắt nó không nhìn thấy. Mấy hôm nay em ốm chưa tiêm thuốc bổ được cho nó, liệu nó có bệnh khác không? Thì mình cứ nhắc bạn này tiêm thuốc bổ nhiều lần ha. Đấy, tình trạng con này các bạn, cái đầu nó cứ collect collect mắt đảo các bạn. Cái trường hợp này các bạn cũng nhìn thấy ở trên dê mình chữa rất nhiều các trường hợp mắt đảo như thế này các bạn, mắt đảo như thế này. Con nai này nó cũng bị như vậy. Mình cho bạn này dùng butoxan ADE và glucocase liều gấp 3. Đấy, cái kháng sinh azithromycin này thì bạn này có mua bên mình rồi này.
hãy sử dụng cái thuốc này để mà ông ta hỗ trợ điều trị các cái chứng về viêm phổi, tiêu chảy hoặc là tụ huyết trùng đó. Tìm thuốc bổ, ba loại thuốc bổ như trên và kèm cái kháng sinh AZ nha các bạn. Thì hiện tại thì nó cứ đảo mắt như thế này và lắc đầu, động vào là nó ngã dãy dụa. Thì đây là một cái triệu chứng cớ phát của tụ huyết trùng các bạn. Thì thường thì dơ nó sẽ có những cái biểu hiện như thế này. Hưu nai nó cũng có những cái biểu hiện như thế này. Tại sao mắt nó đảo, tại sao nó rung rẩy? Thì thường cái cơ chế của nó là khi sốt cao đó. Khi sốt cao thì cái hệ thần kinh của vật nuôi nó không có đáp ứng được, thì nó sẽ xảy ra các cái hiện tượng là đảo mắt, co giật hoặc là co cứng người. Đó là những nó căng thẳng quá, nó quá mức, quá ngưỡng chịu đựng của hệ thần kinh thì nó mới biểu hiện ra như vậy. Còn một số triệu chứng như là liệt hoặc là đảo mắt thì có thể nó sẽ bị tắc nghẽn cái hở mạch, mạch máu của nó có thể bị tắc nghẽn, nó bị vỡ mạch, nó bị tắc nghẽn một cái khu vực nào đó, nó làm cho vật nuôi là bị liệt. Bởi vậy nên chúng ta phát đồ của mình hay cho dùng glucocase, trong vitamin K nó sẽ chống cái hiện tượng đông máu các bạn, nó hỗ trợ điều trị rất tốt cho các cái triệu chứng biểu hiện của cái bệnh tụ huyết trùng. Thì sau khi mà mình hướng dẫn điều trị thì mình có bổ sung thêm cái phác đồ. Khi mà mình xác định nó cớ phát sang triệu chứng tụ huyết trùng thì mình có cho bạn này tiêm thêm DOC. Sáng tiêm DOC ngày 2 lần kèm thuốc bổ. Đấy. Thì bạn này cũng làm theo ha. Tại vì con hươu này nó không có ăn uống gì được các bạn, nên mình hướng dẫn bạn này bơm sữa cho nó, sữa tươi không đường đó, mỗi lần bơm là 50ml. Thì đến hôm nay là bạn này nói là vâng, mắt nó có vẻ đỡ hơn anh. Đấy. Thì con này thì bạn này cũng đã tiêm ký sinh trùng đường máu rồi. Đấy, và cũng tiêm nội ngoại ký sinh. Tiêm ký sinh trùng máu thì bằng thuốc DP, còn tiêm nội ngoại ký sinh và sáng lá gan thì tiêm Clomet. Thì đã tiêm rồi, và liệu trình trên thì cũng đã tiêm cho hết bầy hươu. Anh ơi, con hươu tối qua nó ăn bình thường nhưng sáng nay nó lại đảo mắt, quèo cổ, thỉnh thoảng ngã lăn ra. Đấy, thì nó cứ tiếp liên tục nhiều ngày, nó cứ diễn biến luôn như vậy. Nãy là ngày 16, nay ngày 19, ngày 9 tháng 12. Thì liên tục trong 3 ngày nay thì nó có tình trạng nó cứ diễn biến như vậy luôn nha các bạn. Đấy, tình trạng như thế này các bạn, cứ quẹo cổ, đảo mắt, lắc đầu. Đấy, đây là dấu hiệu của một cái bệnh tai biến nha các bạn. Tai biến ở đây là cái hở mạch máu của nó bị vỡ mạch, rồi nó dẫn đến liệt các bạn, liệt tai biến. Đấy, có thuốc gì chữa không? Nó là tiêm ra hết cái thuốc butasan rồi, nên mình nói là tiêm ketosan ha. Bạn này không có ketosan nhưng xài cái ketosan cũng được ha các bạn, ketosan này cũng được ha. Đấy, thì đến ngày 27, từ ngày 16 đến ngày 27, mắt nó không đảo nhiều nữa nhưng kiểu nó không nhìn thấy. Đấy, thì đây là một cái minh chứng về cái chuyện chăn nuôi hươu nai các bạn. Đây là cặp sừng nhung nai lớn nhất Việt Nam 11kg, bán ở 100 triệu. Đây cũng là một cái mô hình chăn nuôi mới, cũng kinh tế khá là cao, nhưng mà nó là động vật hoang dã nên là chưa có những cái nghiên cứu chuyên sâu về những cái loài này, nên đa phần bà con chăn nuôi sẽ nuôi theo cảm tính và phụ thuộc vào bác sĩ thú y. Tuy nhiên thì bác sĩ thú y cũng là những người ta không có chăn nuôi về cái động vật hươu nai này, nên họ chữa theo
những cái phác đồ chung chung thôi, không có những cái phác đồ chuyên sâu về cho hươu nai đâu. Nên là các bạn cũng đừng có quá tin tưởng vào bác sĩ thú y. Tại vì cái chăn nuôi thực tiễn, đoán bệnh chính xác, dùng thuốc đúng, phối hợp các phác đồ thì nó mới mang lại hiệu quả. Đấy. Video này thì nhìn có vẻ là tiến triển hơn các bạn. Có một cái con này thôi, nó bị nặng thôi. Còn mấy con kia thì sau khi dùng thuốc bên mình thì nó đã ổn hết rồi. Bạn này thì mới mua hươu này thôi. Như lúc nãy mình nói là bạn này mua 11 con, chết mất 5 con, còn 6 con. 6 con thì 5 con kia ổn, thì còn có một cái con này là nó cứ bệnh luôn này các bạn. Thì đến hôm nay là ngày 3 rồi, ngày 3 tháng 1 rồi, năm 2023 rồi. Thì sau riết hơn một nửa tháng điều trị hỗ trợ cho con hươu này thì nó đã khỏi đảo mắt rồi các bạn. Đấy, như video các bạn thấy bây giờ, tình trạng bây giờ hiện tại này, mắt nó không có đảo nữa, không có quẹo cổ nữa. Ăn uống thì tốt hơn nha các bạn. Tuy nhiên thì bạn này đang hỏi mình về một cái vấn đề là cái trên cái mặt nó có cái vết sưng đó các bạn. Cái sưng này thì cũng giống như trên dơ cừu, nó hay bị cái triệu chứng u nhọt á. Thì chờ vài hôm nó gom lại, nó làm mủ nó gom lại thì chúng ta sẽ mổ nặng mủ ra. Khi mà nó bị với cái u nhọt nó to, cái lượng mủ nó nhiều thì chúng ta không có cái thuốc gì để chúng ta làm tiêu nó đâu nha các bạn. Chẳng qua là mình tiêm Amox hoặc là kháng viêm Gemcitabine đó, hoặc là các cái dòng sép để chúng ta hạn chế nó lây lan ra nhiều thôi. Chứ còn mà đỡ mà nó tiêu hết cái cục mủ bầm thì nó rất là khó. Chúng ta chỉ chờ nó gom lại và chúng ta sẽ tiểu phẫu thôi. Đấy. Còn đây cũng là một cái trường hợp con hươu khác này. Hươu này thì sừng lọc rồi, rất là đẹp ha. Tuy nhiên thì cũng không có biết cách nuôi các bạn. Cái này là một bạn khác gửi cho mình nha. Đỡ nó kéo dài. Cái tình trạng lúc đầu nó cũng ho sổ mũi, nhưng mà dùng thuốc nó không có dứt điểm ngay từ đầu, làm cho tình trạng nó kéo dài như thế này, nó ốm xuống như thế này. Đó, bạn này có mang đi điều trị bác sĩ thú y, tìm truyền tĩnh mạch rồi rất nhiều các phương pháp. Đấy. Tuy nhiên là nó cũng chết ha. Sau đó thì mổ ra thì các bạn thấy như thế này này, nó phổi hư hết, sơ phổi hết này các bạn. Đó. Ngay từ đầu đã biết nó là bị viêm phổi rồi, nhưng mà dùng thuốc nó không có chính xác các bạn. Dùng thuốc nó không có dứt điểm, nó không có biết phối hợp, nên là đỡ nó tình trạng nó kéo dài mà dẫn đến là dơ nó bị càng ngày hươu nó bị càng ngày càng nặng, nó chết. Rất là tiếc. Một con hươu như vậy 30 triệu các bạn, nó bằng 15-20 con dê á, chứ không biết đâu, bằng chục con dê lớn á. Rồi trên đây là mình đã chia sẻ về các cái vấn đề bệnh trên hươu nai. Những anh em nào có chăn nuôi con vật nuôi này chưa rành về các cái phác đồ điều trị bệnh á thì mình có thể hỗ trợ nha các bạn. Các loại vật nuôi như là trâu bò này, dơ cừu này, ngựa này, hươu nai, động vật nhai lại á, thì mình đều có thể hỗ trợ được. Và trên gà nha các bạn, trên gà thì đây là những loài vật nuôi mình rất là chuyên. Mình có nuôi nó và mình điều trị nó được. Còn những vật nuôi khác như là heo thì mình cũng điều trị cũng tốt thôi. Nhưng mà heo thì nó có những cái bệnh nó liên quan về dịch, như là dịch tả, như là dịch tả, rồi là dịch tả châu Phi. Nên là nó khó điều trị hơn khi mà nó ghép bệnh. À,
Rồi, xin chào, xin hẹn gặp lại quý bà con ở những video clip tiếp theo.